Ngồi đi mày. Hoạt động ngoài khóa của các em học sinh. Quảng Nga có rất là nhiều công viên. Nói chung là những công viên kiểu vào mùa hè rất là đẹp đó. Nên là các tiết học ở ngoài trời thường cũng rất là ưu tiên. Đấy, mà giờ hôm nay trời tiết hơi không ủng hộ cho lắm. Và đây là khu vui chơi của tụi nhóc đây nè. Đấy, mình muốn chơi xích đu xong rồi nha. Chạy một vòng, mấy vòng, những vòng quanh sân rồi. Công viên này nhiều cây phong lắm. Tụi nhóc mình